Vâng, em Hiếu xin mến chào tới bác nhá. Và hôm nay em tiếp tục lên cho bác những sản phẩm VIP tiếp theo đây. Đó là dòng loa đến từ bộ cạp Sabroless. Nghĩa thì dòng loa này thì cho chất âm rất là hay. Như thế thì thời điểm này bên em về rất nhiều hàng các nhá, rất nhiều, mỗi ngày về một lô. Mỗi lô nên là em vẫn quay cho bác, nhưng mà quay đây để những bác nào hợp gu, hợp tầm tiền, tầm tài chính và thích cái model này thì liên hệ đơn vị Linh Đô Đô. Thì biết thì dòng loa bọ cạp thì rất là nổi tiếng thị trường rồi, Sabroless. Số lượng em về nhiều nhá, về tận 60 cặp đấy ạ. Thì trong buổi sáng này thì em này, vừa buổi sáng em gửi bờ xe này là 1, 2, 3 đẩy này, vang mic này, rồi hai đôi loa này. Sáng nay đi nhiều ghê đấy, đàn làng đi gửi xe nhá. Sáng đi là loa AB Time Bass 30 này. Thì hàng, nếu biết thì hàng về thì đây nguyên bãi về đây. Như thế thì nguyên bãi phải như em quay này, mà nguyên chất bãi thôi nhá. Đấy. Chưa vệ sinh gì cả. Đấy, quay cho bác. Quan trọng hàng về nó không vỡ thùng thiếc gì cả, hàng về nó đẹp. Long lanh này, khiêu sau khi đây. Sau khi em với Minh vệ sinh xong đây. Thì có gì đâu, chỉ lấy cái mỗi lọ sơn xịt nhỏ nhỏ kìa. Xịt nhẹ lên cái là đạt 90-95% ngay các bạn. Đẹp chưa? Gặp loại AB Time. Chú bát chết xeo tổ. Giá tốt cho bác mùa này. Đi ngay. Đấy, đi là xích 2 đôi này. Bàn đẩy vàng mic này. Thì lô loa, nói lô loa bộ cạp này thì báo cáo biết thì số lượng về nhiều nên mình giá rất là tốt nhá. Em tránh ra anh ấy cả. Hơi chật các bạn, để dừng tí để anh em dừng tí để em quay. Đấy, toàn loa bộ cạp đây. Quay các bác tưởng là ít. Nhưng hàng về nhiều em có thể không bán được hết luôn, nhưng mà em sẽ quay trước cho bác đây. Mở toàn là bộ cạp hết bác nhá. 130 bộ cạp về 60 đôi thì trong đó là 40 đôi đã là bát 25 rồi. Thì trước mắt có đây là model bát 25 này, CX1+. Đấy. Là bộ cạp như Sabroless bộ cạp. Với dòng loa thì cho chất âm rất là hay, phù hợp như bát 25, phù hợp cho bác là đánh ở không gian từ 20-25 là 30m², còn bát 30 thì đánh không gian từ cũng 25, nghĩa là không gian to hơn, 25, 30 và 35m², rộng hơn, đánh rộng hơn mới nhá. Thì những cặp loa mà em tuyển chọn thì báo giá luôn cho bác. Những cặp loa như bát 30 thì với chào hè này em Minh đang bán mức giá, bình thường anh em bán mức giá khoảng 10 triệu thì nay em Minh bán cho anh em với mức giá khoảng 9 triệu đồng thôi nhá. Em hỗ trợ các bác ở gần, em hỗ trợ bao ship nha các lý nhá. Ở gần hỗ trợ bao ship. Để cho bác cặp loa bát 30. Bát 30 thì nó sử dụng là driver từ 19 coi 76 cũng nhá. Từ 19 coi 76. Một người ra nhấc hộ cái thùng cái nào. Hai người đi. Một ông anh em đây nhấc hộ thùng cái. Rút cái dây ra cho anh. Dây này kẹp à. Nghiêng lên. Nghiêng lên quay phần hậu sau nào. Đấy, nghiêng lên xe đằng sau. Để cái dây nó nguyên bản nó đẹp kẹp đây, quên chưa cắt. Giữ cho anh ạ. TF6+ mới nhá. TF6+ này. Suất 300 W nó chở 8 ohm. Sabroless của cả. Dòng này thiết kế thùng cân nhá. Ống thoát hơi phía trước, nhưng mà thì driver thoát hơi phía trước ấy thì cái chất âm nó cho ta rất là hay. Chứ những dòng xuất Âu ấy, dòng mà xuất ra thị trường nước ngoài ấy, thì nó mới thiết kế cái ống thoát hơi phía trước các ông nhá. Driver của nó cũng là Sabroless. Đấy, như anh cái chép lên nào. Chép đây cũng được này. Sabroless. Từ 19 coi 76, nhấc anh phần nhện đó. Chép rất ngầu luôn nhá. Nguyên tem luôn này, tem rắn ở ốc này, nguyên tem nguyên đại luôn nhá. Lô này về thì em có một đôi anh nghĩ đấy các bạn. Lô 60 đôi đây, một đôi này. Đôi này là vì nó line bass này. Line bass là thanh lý, đấy nói rõ luôn nhá. Vì là biết đây hàng line thì giá hàng line thôi, rẻ bèo không? Thì em quay clip thanh lý sau, mà hôm nay hàng về nhiều em chưa thời gian lấy được đâu. Nghe là cả lô mình có một đôi thanh lý thôi, còn tất cả hàng đẹp hết nhá. Cái chép này chúng chép từ 12 không nhá, rất là ngầu. Cân nội tẩm dầu 2 lớp, phần căng ở đâu? Đặt cái căng lên đây. Căng bát 30 ấy. Để ngửa lên đặt là nó ra. Đấy. Bụi này. Đây. Đấy. Căng sắt bác nhá. Cân nội tẩm dầu 2 lớp, nâng anh nhện lên. Để bụi này, vệ sinh cái lau rồi hết rồi. Keo co bác nhá, keo co và đổ keo này. Đấy, nguyên zin luôn nhá, nhìn thấy nguyên zin rồi.
Nhận cái dán nó nhá. Keo co co ăn vào này, đổ keo này. Rút ra cái bên ngay. Ok chưa? Zindex. Quả phân tần mới là gấu. Với dòng này sử dụng phân tần kết nối tất cả bằng 100% cáp với nhá. Cáp rắc này. Dòng cáp này cực kỳ xịn sò luôn và phân tần sử dụng là 2 phân tần. Có nhá, sử dụng 2 phân tần trong đó mới có một phân tần nọc. Sao em rút đâu ra đây? Rút đây là và sử dụng qua một phân tần lọc quá nhá. Qua phân tần lọc này. Tất cả kết nối bằng cáp S0 hàn đó nhá. 2 phân tần. Giá cực tốt nha, 9 triệu em hỗ trợ bao ship rồi. Giá tốt cho mùa hè, bắt 30. Đối bắt 25. Đối bắt 25 thì em Bình Minh băng bán mức giá 5 triệu rưỡi em bao ship cho anh em. Nhá, 5 triệu rưỡi em bao ship. Dụng driver nó là tép từ 17. Tép từ 17. Và chép của bát 25 nó to bát 50 luôn. Quả chép rất gấu, chép từ 12 nhá. Nhấc cái phần của chép lên cho anh. Bát 25 thì công suất nó giờ là ăn 250W, em vừa quay rồi. Đây củ chép của Sauret luôn bác nhá. Sauret luôn. Vân tay vân tem nhá. Đây. Chép vào bát với cả là tép đây, to bằng nhau bác nhá. Củ chép rất lớn luôn. Cái tiếng chép bát 25 này thì tơi lắm các bạn. Thì nói củ chép nó xuống củ chép bát 50 luôn. Nhấc ảnh ban lên nào. Báo giá tốt nhà các bác ghép dàn với bộ tầm hơn chục triệu luôn, sử dụng toàn loa chất thôi. Các mua mới đôi này nhá, anh em em thấy là anh em đang còn mới đôi loa bắt 50 này toàn ngoài 20 mà bắt 25 được 15, 17, 14, 15 triệu. Đấy, anh em mua những đôi loa hàng siêu lướt này rẻ 60-70% được. Đó gì nữa. Cái dòng này thì sử dụng gân phải tầm dầu hai lớp này, màng đối với dòng màng bắt 25 nó sử dụng màng dưỡng luôn nhá, màng dưỡng là màng bóng này. Phân tần đấy, phân tần sử dụng một phân tần nhưng thiết kế rất là gấu, đúng nhá, phân tần này làm rất gấu luôn, một phân tần. Nói chung những dòng loa của một số dòng thương hiệu ấy, những dòng của Sauret bộ cặp này thì nó sử dụng cái hầu như các thiết bị hay những linh kiện nó rất là gấu và đồ sộ, rất là sử dụng tụ này, tụ cái chỉ số vôn rất là lớn nhá, và thùng gỗ tất cả 100% bằng thùng gỗ ván ép cũng nhá, thiết kế màu đen. Bát 30 thiết kế thùng cân, bát 25 thiết kế thùng hơi vát một bên. Nhà về cơ bản nó là cân nhưng hơi vát nhẹ ở bên này. Đấy, đúng nhá. CX1+ Sauret. Công suất là 250W ở lực trường 8 ohm, giá 5 triệu em hỗ trợ bao ship. Giá rất tốt cho anh em chơi. Này, giá mùa hè thông báo anh em trên kênh. Số lượng về nhiều, anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Với cô bát 25 này có dễ dàng phối ghép với bốn bộ tầm khoảng 12 3 triệu bộ dàn chất lượng rồi. Đấy. Bát 30 thì phối ghép với những bộ tầm 15 16 triệu là tuyệt vời. Anh em lúc giải ra chả giải mặt xanh nó đẹp hơn này. Giải đúng cái mặt xịt sơn nhìn nhôm nhem quá. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Mô Đô nhá. Một clip em thông báo hàng về cũng như giới thiệu đúng thần thể của bác. Với hai phiên bản loa này. Thì đúng dòng loa này thì trên trường anh em mà thỉnh thoảng có lô về bán rất là nhiều và lâu ở trước đây cũng có về hàng cũng quay rồi. Thì trong clip này em review chi tiết nội thất đối với bản Mô Đen. Loa bát 25 và bát 30. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị em nhá. Xin chào các bác nhá.